Cho ta đứng đây mà lẻo mép à? Nhanh! Vâng ạ. Dạ, em ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Không, xưng danh thì ai biết là ai? Dạ vâng. Em là dì ghẻ, mẹ của Tấm Cám. Nhưng mà em không có bị ghẻ, không có bị... Úi xa. Mẹ ơi, thành phố Bắc Ninh chuẩn bị tổ chức hội thi Bé Khỏe Bé Tài Năng. Mẹ đăng ký cô giáo cho con đi thi đấy mẹ. Con á? Con thì có tài cán gì mà đòi đi thi? Chị Tâm, chị lại đây. Chị với mẹ xem em như thế này đã đủ tài năng chưa nhá? Gần được con ạ, cố lên. Chị thấy em hơi gầy, cần phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng rồi trong thể dục thể thao thì mới có sức khỏe để đi thi. Dì ơi, hay dì đăng ký cho con đi thi với ạ? Thì thố cái gì? Đi vào làm việc nhà cho ta, nhanh! Thế cái gì? Nhanh lên! Làm xong giặt cho em một quần áo! Nhớ xuống! Cháu chào bác ạ! Em chào các chị ạ! Cháu xin tự giới thiệu, chúng cháu là học sinh của trường mầm non Phương Anh ạ! Trường mầm non Phương Anh? Gớm! Con cái nhà ai mà xinh đáo để ăn cái gì mà da trắng trẻo, hồng hào như thế này? Bác ơi, bởi vì chúng cháu uống sữa học đường. Uống sữa học đường đấy, đủ các chất dinh dưỡng đấy ạ. Thành phố Bắc Ninh chuẩn bị tổ chức hội thi Bé Khỏe Bé Tài Năng. Nên cô giáo và chúng cháu biết chị Tấm vừa học giỏi, vừa tài năng, vừa xinh đẹp. Nên cô giáo và chúng cháu mời chị Tấm đi thi ạ. Tấm á? Tấm còn phải ở nhà làm việc cho bác nha. Hay là cho chị Cám đi thi thay nhá? Úi giời, chị Cám không đủ tiêu chuẩn đi thi đâu ạ. Này nhá, như thế nào là không đủ tiêu chuẩn hả? Hãy xem đây. Nhìn nhá. Em tên là Cám, quê quán Bắc Ninh, dung mạo tươi xinh như là hoa hậu. Nếu ai yêu mến thì chọn cho em. Tốt đi. Thế như thế nào mới đủ tiêu chuẩn hả các cháu? Như thế nào? Ngoài việc khỏe và có tài năng thì Cám phải biết khiêm tốn, chăm chỉ học tập và làm việc. Chăm chỉ thì mới đủ tiêu chuẩn đi đi ạ. À, bác biết rồi, từ giờ bác hứa bác sẽ yêu thương chị Tấm và dạy bảo chị Cám theo những lời các cháu góp ý nhá. Còn bây giờ cho bác đi cổ vũ chị Tấm, chị Cám đi thi được không các cháu? Vâng ạ. Trường có chúng mình đây. Trường mầm non Phương Anh của chúng mình vừa to vừa đẹp. Trường là trường quốc gia mức độ 2, là trường lao động tiên tiến. Ừ, ở trường chúng mình còn có các cô giáo là chiến sĩ thi đua và giáo viên dạy dỗ các cấp nữa đấy. Còn chúng mình thì